Yeah. Linh chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Way of Life của Linh. Linh chúc cả nhà một ngày thật vui. Tụi Linh đang đi trên đường ra biển của ở thành phố Sorrento của Ý. Cũng đang tìm đường thôi. Đến thành phố này là chủ yếu để đi tắm biển, ăn hải sản. Linh gặp chỗ nào thì Linh chia sẻ cho mọi người xem cái biển ở đây đẹp không nhé. Chứ mình đi dọc thì mình thấy nó rất là đẹp. Và cái cảnh và có Linh không biết Linh có quay có được hay không, nhưng mà cái cảnh ở đây cũng xinh lắm đó cả nhà ơi. Và trái cây ở đây thì rất là nhiều. Chưa look. Mình đi xuống cái bãi biển, chỗ này không phải là bãi tắm. Tại vì mình cũng chưa biết đường xuống cái bãi tắm. Nhưng mà ở đây có một cái nhà hàng, có cái view rất là đẹp để nhìn ra biển. Thì Linh muốn quay để cho mọi người xem. Hay ta, chẳng lẽ bây giờ lại đăng ký ở đây thêm nữa ta. Cảnh quá trời đẹp nè cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không? Thì thành phố này Linh nói ngay đầu mô biển rồi là thành phố biển. Cho nên không có gì lạ khi mà ở đây có thành phố. Linh nghĩ là cái đường xuống biển sẽ rất là đẹp. Bên kia đó diện bên kia là Nabo, tụi Linh cũng muốn đi tới đó nữa. Đẹp quá đi cả nhà ơi, thích quá thích. Đây là cái bãi biển đây cả nhà ơi. Và cái bãi biển này thì nó nhỏ hơn mấy cái bãi biển lần trước Linh chia sẻ cho cả nhà đó. Thì mình đi xuống một cái đoạn đường cũng hơi quải rồi nha. Cũng xa đó. Ở đây cái bãi biển nhỏ và có nhiều tàu. Để xem thử coi sẽ như thế nào nhé. Bây giờ tụi Linh đậu đại chiếc xe kia ở chỗ kia, cái chỗ public, cái chỗ công cộng á, thì mong là không có bị phạt. Tại vì mấy cái chỗ công cộng á, thì mình ở Ý gần không phải trung tâm á, thì nó không có bị phạt nha cả nhà. Cho nên tụi Linh đậu đại và bây giờ đi xuống biển đây. Quay trúng người nhiều quá cho nên Linh phải quay giơ cái tay cao như vậy nè, sẽ không trúng ai hết. Ở đây có hoa lạ quá. Và cái đường này á có đủ loại xe đi xuống hết nha cả nhà. Có cái xe này nó nhìn giống xe lam, xe túc túc ở Thái Lan hả? Đi xuống biển đây. Cái cần cái bãi này á, thì nó Linh thấy nó không có đẹp lắm nha cả nhà. Nó bị chia cắt quá nhiều. Và mấy cái nhà ở đây á, nó cũng không có thiết kế quá đẹp nữa. Mọi người nhìn thấy cái cây cao cao ở trên cái đỉnh núi không? Mấy cái cây đó không biết cái cây gì á, nhưng mà không phải là tỉa tót gì cả nha cả nhà, mà là tự nhiên đó. Đây nè. Nó như vậy, nó có một cái vườn lớn của cái cây này luôn. Tại lúc nó chạy xe qua thì không có dừng lại để quay cho mọi người coi được. Chứ nhìn thấy thì rất là đẹp.
khi Linh đi bơi á cả nhà, Linh bơi vòng cái eo kia, cái eo biển bên kia, thì Linh thấy cái cảnh vật ở bên này rất là đẹp. Cho nên bây giờ Linh mò lên, Linh chụp cho mọi người, Linh quay cho mọi người coi cái cảnh vách đá ở đây nó đẹp như thế nào nè. Linh thấy nó đẹp lắm cả nhà. Bây giờ là hoàng hôn nữa, cho nên trời thật là đẹp. Có một cặp tình nhân đang hôn ở dưới kìa. Mình mà zoom vào, họ nổi tiếng trên YouTube là họ chắc họ la mình chết. Có con chim hải âu nó đậu ở đây. Cái nắng vàng vàng của cái bầu trời á, làm cho cái cộng với cái vách đá đây nè, làm cho nó hơi kém tươi một tí hả, nhưng mà nó cũng nổi bật á. Hi. Hello. Ghét cái máy này quá đi, zoom in á thì ok, cái bắt đầu zoom out nó lại đúng là nó không còn, nó phải nó giật một cái như vậy á, làm kém đẹp đi ha cả nhà ha. Nhưng mà thông cảm đi, tại Linh xách phone không à, Linh không có xách cái camera. Xách camera nó nặng nề, nó khó leo trèo quá, mặc dù là Linh biết là cái camera nó sẽ làm cho cái khung hình nó đẹp hơn, sống động hơn. Linh quay cái cảnh phía trong cái bãi biển, cái vịnh này nhỏ lắm, không có lớn. Hồi nãy Linh thấy có vài người á, mở cửa sổ đứng phơi đồ, đứng ấy nhìn nó, dù là người ta chỉ là công việc bình thường là phơi đồ thôi, nhưng mà nhìn nó rất là lãng mạn. Mình đi bơi xong á thì thật sự rất là đói, và bây giờ tụi Linh đi tìm cái quán hoặc là cái nhà hàng nào đó để mình ghé vào mình ăn. Thì Linh muốn ghé vào cái nhà hàng buổi trưa này, nhưng mà mình đã ăn ở đó rồi, thì mình Linh nghĩ là mình nên tìm một cái quán khác, một cái nhà hàng khác để mình thử cái ẩm thực ở nơi đây nó như thế nào. Bây giờ thì đi kiếm nhà hàng để ăn thôi. Hồi nãy á, Linh nói là Linh không biết người ta bán những cái lưới ở thân cây này làm gì. Bây giờ mình mới để ý đó là cây ô liu á cả nhà. Thì người ta giăng mấy cái lưới này nè, chắc là để người ta hứng trái ô liu, chứ mấy cái trái ô liu như nhỏ không à. Nếu mà không làm vậy thì làm sao mà hứng được. Và cái vùng này á nha cả nhà, thì có ngoài ô liu thì đã là tất nhiên là có cái vùng này rồi, nhưng mà còn cái trái cây hạt dẻ đó cả nhà, và cây sung á, nó dọc đường quá trời quá đốt luôn. Linh nói thiệt nha, mỗi đất nước đi qua nó có một cái điểm đặc trưng riêng mà Linh mê ơi là mê luôn á. Bởi vậy Linh rất là thích khám phá, năm nào tụi Linh cũng cố gắng đi một vài nước để khám phá cái gọi là cái văn hóa và cảnh vật và ẩm thực ở cái nơi đó. Hiện tại bây giờ là hoàng hôn cho nên bầu trời rất là đẹp, nó chuyển dần màu cả nhà, cho nên nhìn rất là lãng mạn. Tụi Linh hoàn toàn thất bại để tìm một cái nhà hàng gọi là nhà hàng sushi ở bên cái chỗ Sorrentino này. Tại vì cái nhà hàng đó là ở một cái thành phố khác. Mình coi trên cái bản đồ thì nó chỉ có khoảng 30 phút thôi. Cuối cùng mình đi hơn cả tiếng, mình tìm thấy cái nhà hàng đó rồi nhưng mà mình không vào được, là tại vì nó quá trời đông và không có chỗ đậu xe. Wow, người này ăn cái món này hay quá. Xong thì tụi Linh mới ghé lại một cái nhà hàng bên này.
và các nhà hàng này á, thì lúc đầu á, mình tưởng là nó chỉ có một cái bar nhỏ nhỏ ngoài đường thôi, ai ngờ nó là một cái quán ở phía trong mà bán đồ biển quá trời luôn. Mình thì không biết tiếng Ý cho nên mình kêu cái món gì nó dễ ăn á, thì mình tìm. Ở đây là cái thành phố biển vào ban đêm rồi cả nhà, nhìn đẹp ghê hả. Trong điện thoại thì không có thể mà diễn tả hết cái cảnh đẹp của ngoài này đâu, nhưng mà ở ngoài mình nhìn đó thì đẹp lắm nha cả nhà. Và người Ý ăn uống thì cũng hơi ồn ào á, chứ không phải im lặng giống như người kiểu người Hà Lan hoặc là kiểu bên Pháp đồ. Mà nên lại thích cái không khí như vậy hơn, tại vì như vậy mình quen rồi, mình là người Việt á, mình cũng thích nói chuyện hào sảng một tí. Còn mấy người kia nói chuyện cái kiểu mà nhỏ nhẹ đó, nó lịch sự thái quá đi, thì nói chung ồn quá thì cũng không có hay lắm, nhưng mà lịch sự thái quá với Linh đó thì cũng mệt. Mọi người thấy ở đây người ta ăn rất là nhiều luôn á. Tối rồi nha cả nhà, gần 11 giờ tối. Cái bếp ở đây thì nhỏ nha cả nhà, nó lộ thiên như vậy và cũng nhìn không có gì đặc biệt hết á. Nhưng mà khách ở đây thì cực kỳ đông luôn. Bây giờ là mấy giờ ta? Bây giờ không biết là mấy giờ nhưng mà vẫn còn khách vào, và bên kia tổ chức tiệc rất là lớn. Nhìn mọi người ăn uống rất là hoan hỷ. Trong đây có nhiều loại cá. Cá này là Linh cũng không biết cá gì, có tôm, có cá loại nhỏ và có mực nữa. Nói chung là rất là tươi và ngon. Linh ăn một đĩa đồ chiên, có rất là nhiều món. Đây là một thì Linh thấy rất là ngon. Đồ biển ở đây tươi lắm nè cả nhà. Nếu mà người tới cái vùng này Linh có biển thì cũng ngon, ơi là ngon. Lúc nãy Linh quay cái cảnh hơi rộng cho nên mọi người không có thấy hết cái view ở đây. Bây giờ Linh quay lại ở cảnh này á, thì mọi người thấy không? Xung quanh đây là cái quần đảo rất là lớn luôn. Thì Linh thấy buổi trưa thì mình không có thấy cái sự mà nhộn nhịp của nó nhiều đâu, tại vì mình nhìn cũng xa đó. Nhưng mà buổi tối thì mọi người nhìn đi, quá trời dày đặc nhà cửa luôn á. Cái thành phố này với Linh nghĩ là thành phố không ngủ, kiểu giống như là Nha Trang, Sài Gòn của mình đó cả nhà. Nhìn thích ơi là thích luôn. Nó thật sự là con người của Linh có hai tính cách cũng lạ, rất là thích yên tĩnh và cũng mê nhộn nhịp lắm. Mê nhất mấy cái chỗ này là ăn rất là ngon. Có cây chanh nữa kìa. Ở đây á, mọi người biết không, chanh có 1 đồng 1 ký thôi. Vui quá. Giờ này sắp đóng cửa rồi chắc. Đây là cái quán ăn nha cả nhà. Hồi nãy Linh nghĩ là không có ngon á cho nên không có quay để giới thiệu mọi người. Và nó nằm ở cái đường như vậy đây. Quá trời xe cộ qua lại luôn. Đậu xe thì để ngoài như vậy. 2 euro một giờ một lượt đậu. Cái quán mà tụi Linh vừa ghé thì thức ăn rất là ngon và giá cả phải chăng. Mọi người nhìn thấy cái dĩa của Linh ăn ở đây ấp luôn, có 25 euro thôi. Thực sự là cái giá này quá rẻ, Linh ăn mà căng cái bụng luôn á. Khi mà mình đến đây mình ăn thì mình thấy đúng là cái văn hóa của người Ý á, nó khác bên Hà Lan nhiều. Họ ăn rất là rộn rã, vui vẻ. Mình đến đây là khoảng 10 giờ tối nhưng họ vẫn mở cửa, họ bán cho mình. Thì cái điểm đó là Linh rất là thích, tại vì nhiều lúc mình đi chơi mà đến cái thành phố nào, đến cái đất nước nào mà 9 giờ tối người ta đóng cửa rồi thì làm sao mình có thức ăn mình ăn ngoài mấy cái tiệm mà fast food được. Khi mà đến đây á, mọi người nói là
cảnh báo Linh đó là thành phố này sẽ chặt chém hoặc là nói điêu, nhưng mà Linh không thấy như vậy nha cả nhà. Mấy người ở đây rất là dễ thương, nói chung là họ bán đúng giá, họ làm việc chuyên nghiệp, dù là khác cái văn hóa của Hà Lan nhưng mà họ mình không có cảm giác mình rơi vào cái tai nạn gì cả. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Nếu mọi người thích clip của Linh thì hãy làm ơn share, subscribe và nhấn chuông like cho Linh để Linh có thêm nhiều động lực chia sẻ về cuộc sống của châu Âu cho mọi người nữa nhé.